Rồi, hôm nay chúng ta lại đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay sẽ là team full hệ ma một lần nữa. Đội hình đối phương thì đang có Corredon, cho nên là tôi nghĩ là bên đó sẽ chơi theo chiến thuật có Tornadus nữa, là chắc là chơi kiểu Tailwind tăng tốc độ rồi. Cho nên tôi sẽ dùng Trick Room của Mimikyu để đánh lại. Còn tôi đang suy nghĩ là nếu mà bên kia có Corredon làm chủ lực thì mình đâu cần nêm Lunala hay làm cái gì đâu nhỉ. Tại vì thật ra Lunala cũng không có khắc chế được con nào bên bển hết trơn á. Mà Flutterman thì lại có khả năng khắc chế được Corredon hơn. Có nên liều không? Liều chứ. Đó, không mang Pokemon huyền thoại luôn. Sau mấy trận đánh bị hành sắp mặt thì tôi để ý là thật ra cũng không quá quan trọng là mang theo huyền thoại thì mới thắng được. Tôi thấy vậy. Để coi thử nha. À, đoán chắc là bên sẽ cho Tornadus tạo Tailwind. Cho nên là bên mình chắc chắn phải cho Mimikyu sử dụng Trick Room rồi. Hy vọng là bên Tornadus kia nó không có chiêu Taunt. Nếu mà nó đọc được tụi mình, nó đọc được nước đi của tụi mình thì nó sẽ xài Taunt để mình không xài được Trick Room. Nhưng mà tôi nghĩ team này hơi lạ cho nên nó không nghĩ tới mức đó đâu. Mới vô Terra rồi hả? Cái gì vậy? Terra hệ đá là muốn dứt điểm con Skeletor. Chắc bên kia xài chiêu Hexmash hay gì đó để dứt điểm con Skeletor. Tailwind, ok. Chỉ cần chúng ta còn sống. Rockfly. Mimikyu à, đừng bị flinch nha con. Tôi sợ nhất là bị flinch một cái là chiến thuật bị phá bỏ liền. Đừng flinch. Không flinch. Yeah. Hãy chờ Trick Room liền. Ngon. Bây giờ chúng ta sẽ, nếu bên kia đã Terra rồi thì chúng ta sẽ không sợ gì nữa. Sao không sợ con Corredon cuối cùng của họ sẽ Terra thành hệ lửa. Mà tôi có thêm chiêu Earth Power nữa. Có nên Terra không ta? Tôi nghĩ tôi nên Terra, phòng trường hợp con Arcanine bên kia nó còn sống thì mình còn có thể trụ được sân. Chứ mình giữ nguyên hệ lửa thì có thể sẽ chết hết. Để xem đây. Earth Power nè, bất ngờ chứ con. Nghe chưa, nó còn sống mà. Rồi chiêu thay rất nhiều khi trượt lắm. Không trượt. Vậy là xong. Hà được con Arcanine. Quá trời mát. Blitz Queen Storm vậy mà không trượt trời. Chứ tôi xài là tôi bị trượt đó. Ai với cái sự may mắn của tôi biết thừa. Con gì đây? Working Way, ok luôn. Working Way thì Mimikyu xử được. Chỉ có bị hạ một bậc tấn công vật lý thì không sao. Rồi lúc này thì tôi xin phép hát một bài để hạ con Tornado xuống. Chị ông nâu. Rồi cũng được nửa cái máu chứ giỡn à. Được. Vậy là có khả năng hạ được con nó. Thay rớt. Trời, mình mà không bị hạ một bậc tấn công vật lý là mình ngon rồi. Nó nướng mình luôn rồi. Tuyệt. Không sao, Mimikyu hoàn thành tốt vai trò rồi. Đánh trượt. Trời ơi, cứu tôi. Rồi, đất ơi, vậy mà không trượt. Đỉnh vậy trời. Chứ tôi xài là trượt đó, thề. Xe bồ ai à, hãy... Bây giờ tôi không biết con xe bồ ai nó nên dùng tê liệt với con nào đây nữa. Đang trong Trick Room. Mình nên hạ con nào ta? Mình nên giảm tốc độ của con nào xuống nhờ? Nhưng mà theo tôi dự đoán á, họ sẽ cho con Working Way nhắm vô con Skeletor. Bởi vì con Skeletor còn chút xíu máu à. Cho nên tôi sẽ nhắm vô con Working Way vậy. Thấy chưa? Thề. Skeletor.
không biết chiêu này hạ được con quốc kim quay không ta, chắc khó hạ được nha. Trái dừa rớt xuống ao nghe một cái đục. Trời ơi, còn có một miếng à. Đúng không? Mình kia sẽ nhắm vô con Celadon để đoán chắc. Không sao, chúng ta mở đường cho Flutterman ra chân. Thì còn có một lượt Trick Room thôi chứ gì nữa. Bây giờ Trick Room còn một lượt thôi. Nếu mà Flutterman sống được qua lượt này á thì rất có thể Flutterman sẽ thắng. Thì chúng ta sẽ thắng. Nếu mà Flutterman không sống qua được lượt này á thì coi như là đi luôn. Còn một lượt Trick Room mà sống giùm cái đi. Còn một lượt Trick Room mà sống giùm cái đấy. Sống đi em ơi. Walking Way nhắm vô Flutterman nè. Thấy chưa, bên kia hên quá, bên kia bị tê liệt rồi. Tuyệt. Yeah, còn sống. À, bên kia xài Life Up cho nên là đã bị rút máu. Vậy và đúng lúc hết lượt Trick Room, chúng ta sẽ là người nhanh nhất cái sân đấu này khi tôi dựng được trời nắng lên. À đúng rồi, bên kia có Credon làm gì cần gì dựng trời nắng. Mình nhanh nhất cái sân đấu này. Xong, để bảo đảm an toàn thì tôi sẽ cho con Sableye. Thật ra nếu không xử đẹp con Corridon trong lượt này á, thì chắc chắn là Flutterman sẽ chết. Cho nên tôi sẽ cho Thunder Wave vô con Corridon để cho nó bị tê liệt. Để coi nha. Yeah, tuyệt vời. Thật ra nếu mà lúc nãy mang Lunala thì lại khó thắng hơn. Yay. Rồi, chúng ta sẽ qua trận thứ hai. Đối thủ đang có Calyrex, Shadow Rider và con Clefairy hả? Clefairy chắc là sẽ đi chung với lại Calyrex để tăng khả năng phòng thủ của nó. Vậy chắc con Calyrex này chắc sẽ ra hệ tiên quá à. Nhưng mà vẫn chiến thuật cũ thôi. Chúng ta sẽ dùng Trick Room để đấu lại với mấy con có tốc độ cao. Còn không biết bên kia sẽ sử dụng cái gì thôi. Sao mà lãng quá dài. Rồi, ok. Để coi nha, tôi ý là cái đội hình này tôi dùng cũng một phần là để khắc chế lại Calyrex á, mà không biết là có khắc chế nổi hay không. Trên lý thuyết là vậy, không biết thực tiễn chiến nó làm sao thôi. Ủa? Oh. Ok, con Flutterman ra chung với lại Crimsnow. Con Crimsnow chắc dựng tường, con Flutterman làm gì ta? Con Flutterman này theo hướng hỗ trợ à. Trick Room cái gì tính. Xong sau đó Skeletor phòng thủ nào. Chiến thuật của mình thì mình cứ theo chiến thuật mình thôi. Sao đây? Reflect. Ok. Ôi trời đất. Rồi, bị phá chiến thuật rồi. Con Flutterman xài Taunt rồi, không thể nào xài chiêu hỗ trợ được nữa rồi. Bị phá chiến thuật rồi, chắc tôi giờ tôi cứ tấn công thôi chứ sao giờ. Còn Skeletor hả? Tôi không biết là tôi nên có nên Terra cho nó không, nhưng mà chắc chắn con Skeletor sẽ là áp chủ bài để hạ con Calyrex đó. Chỉ là bây giờ tôi không nghĩ là tôi nên Terra cho con Skeletor thôi. Chắc rút con Skeletor về quá. Rút con Skeletor về đi.
tôi phải giữ con Skeletor lại bởi vì nó là chủ bài, áp chủ bài, để bọn họ không biết là tôi sẽ Terra cho hệ bóng tối. Hy vọng là con Sableye sống sót sau nếu mà con Flutterman đánh vô. Ồ, Flutterman không đánh vô Sableye. Ok. Ok. Yeah. Bên nó dựng reflect rồi mình cũng hút được nửa cây máu. Mimikyu đánh cũng đau dữ à. Giờ chắc cứ đánh nó thôi chứ Mimikyu đâu xài chiếc drum được nữa đâu. Còn lại thì tôi nghĩ là tôi sẽ dùng Thunder Wave vô con Flutterman để cho nó bớt tốc độ nó lại, rồi tê liệt luôn đi con. Thiên kia cho Parting Shot cho con gì ra vậy? Calyrex ra chắc chết. Ồ, không là Clefairy á. Trượt hả? Trời đất ơi, trượt. Ôi trời ơi, trượt một cách đau đớn. Thấy không? 90% đánh trúng mà mình cũng trượt nữa. Trời ơi, không được nhiều máu hết trơn. Sao thấy cái màn này nó nguy cơ, nó khấm khấm thì sao á trời. Giờ sao đây ta? Tôi có nên đổi Lunala ra không ta? Đổi con Skeletor ra là thế nào? Con Flutterman nó cũng xử con mình à. Tôi phải bảo đảm an toàn cho con Skeletor mới được. Cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng mà cấu máu của con Flutterman. Thunder Wave lần nữa đi. Đó. Phải một trong hai con phải có một con tê liệt thì mình mới có cơ hội. Trời ơi. Không thấy ngày mai luôn. Trượt nữa hả? Trời ơi bà. Đánh hai lần. Tỷ lệ trúng 90% mà trượt hai lần liên tiếp. What the fuck? Giờ sao đây ta? Tôi có nên encore con nào không ta? Không, chiêu nào của con, của hai con nó cũng mạnh hết trơn á. Giờ encore thì cũng chỉ có chết thôi. Tôi ráng tôi làm tới tê liệt thêm một lần nữa. Không tê liệt thì chết thôi chứ làm sao vậy? Tôi không tin ba lần liên tiếp mà hụt á. Tê liệt giùm tôi cái. Tê liệt đi. Yeah. Không tin ba lần liên tiếp mà hụt được. Thế thì quá su rồi. Ton, ok. Làm gì có chuyện. Tôi nghĩ tôi sẽ xài Snow để giảm khả năng sát thương của con Flutterman lại. Mở đường cho con Mimikyu nếu còn sống thì nó cũng cấu được miếng máu của con Flutterman. Còn con Sableye này, con Sableye này cũng là một hỗ trợ khá là tốt của con Lunala nên tôi nghĩ tôi sẽ giữ nó lại. Chắc phải hy sinh một trong hai con. Nếu mà để chọn thì tôi nghĩ tôi nên giữ con Sableye lại. Vì khi cuối trận nó cũng cứu được mình lúc nào đó là sao? Prankster mạnh mà. Vô, ok luôn. Skeletor bị giảm tốc độ nhưng thực ra nó có Unaware mà cho nên đâu có quan tâm mấy cái chuyện giảm tốc độ. Nhưng mà tụi bay thì có. Nhưng mà tôi thấy cái này giống mình đang gì đó măng sôi chứ mình không có cách nào để mà hạ con mấy con này hết. Con nào cũng trời, nó còn live deal nữa chứ mà nội mày. Nó còn hồi phục máu nữa chứ trời đất ơi. Sao tôi thấy cái mùi này nó không có thơm lắm cho lắm nha. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ sử dụng Thought Song. Tôi càng xài chiêu Thought Song nhiều á thì khả năng tấn công đặc biệt của tôi càng được tăng. Tụi bay cứ chơi nhây nhây đi, rồi tao sẽ luôn luôn được tăng khả năng tấn công đặc biệt. Để coi đứa nào nhây hơn đứa nào. Trời đất. Tôi giảm một bậc tấn công đặc biệt rồi mà vẫn kết liễu được con Mimikyu. Được rồi, nghe giọng hát của ông nội mày nè.
Không sao, không sao, rút được 1/3 cái máu. Mình được tăng thêm một bậc tấn công đặc biệt. Giờ khả năng tấn công đặc biệt của mình cũng đang được tăng cao, khá cao rồi chứ. Nhưng quan trọng là nên chọn con nào ra ta. Tôi vẫn muốn giữ con Sable Eyes lại nha. Chắc cho Lunala ra đi. Dù sao, tôi có cảm... Hình như con Fructomane bên kia nó không có chiêu Shadow Ball. Nãy giờ thấy nó xài, không có xài chiêu Shadow Ball. Nếu nó có là nó đã kết liễu con Skadader của mình lâu rồi. Mà giờ nó không có chiêu Shadow Ball có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Con Lunala thì sẽ không bị hạ trong đợt này đâu. Nên tôi sẽ nghĩ là tôi được thì tôi sẽ xử con Fructomane mới được. Mày không có chịu hệ ma nhưng tao có. Chắc bên kia không nhớ là Skeletor có Unaware nhở. Giảm chỉ số của nó cũng không có tác dụng gì hết. Lúc này thì... Clefairy ra sân, ok luôn. Ok luôn. Mình bị giảm tốc độ rồi nhưng không sao, chúng ta vẫn có khả năng hạ được con Fluttermane. Tuyệt vời. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Biến mày đi mày. Mày quậy quá. Phiền phức dễ sợ. Bây giờ quan trọng là hạ được con Clefairy nữa nè. Con Crimsnow nó cứ dựng tường bảo vệ thì con Clefairy khó mà bị hạ lắm luôn á. Con gì đây, con gì đây? Crimsnow, ok. Họ cố gắng giữ cho bằng được con Calyrex phút cuối. Vậy thì mình cứ ở đây mình cứ tăng khả năng tấn công đặc biệt bằng chiêu Torsion thôi. Rồi đối với con Clefairy, đối với con Lunala thì tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng ở đây để cấu máu tụi nó nhiều nhất có thể. Cấu bằng cách nào tôi không biết. Trời đất coi con Clefairy. Life deal, ok luôn. Ok mày luôn nha. Light screen hết rồi, nhưng mà nó sẽ dựng light screen lại lần nữa. Chiêu Moonglaze Beam thì tôi nhớ không lầm là nó có khả năng... Tôi nhớ hình như chiêu Moonglaze Beam của Lunala là có khả năng bỏ qua đặc tính đúng không ta? Cuối cùng thì mày cũng bị tê liệt. Mày lì quá. Ok, line screen dựng lên. Cỡ nào cỡ cũng phải xử được con Clefairy này mới thắng được. Phải cấu cho bằng hết máu nó mới được. Mày vậy mày múa nữa đi. Mình critical hit. Đánh chí mạng, tuyệt vời. Trời ơi, hên vậy. Ok. Calyrex cuối cùng mày cũng ra trận. Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng chiêu Snow. Đã đến lúc tôi phải Terra cho con Skeletor rồi. Chúng ta sống sót tới bây giờ là nhờ vào chuyện đó. Chỉ đợi cái giây phút này mà thôi đó. Xong rồi, tôi nghĩ con Lunala nó đang bị mất một chút xíu máu. Nếu không đầy máu thì không chịu được chiêu Calyrex đâu. Nên tôi nghĩ tôi sẽ hồi phục máu cho nó. Calyrex, đừng tấn công liền nha mày. Nếu mà theo dự đoán của tôi đúng á, thì con Calyrex này nó sẽ chịu Nasty Plot trước. Đúng không? Nếu là Terran hệ tiên rồi thì cái combo này chỉ có Nasty Plot thôi. Cũng hơi mạo hiểm. Đừng tấn công trước nha mày. Đừng tấn công trước. Yeah. Tuyệt. Quá dễ để thấy combo này rồi. Hồi máu cái nè. Đó.
Lunala được hồi đầy máu rồi thì nhiều khi chúng ta vẫn còn khả năng trụ được. Hả, thêm một bậc tấn công đặc biệt của Calyrex nữa. Tôi biết mặc dù nó cũng không có si nhê gì đâu nhưng mà dù sao cũng trụ được bao nhiêu trụ đi. Giờ sao ta? Tình thế nguy cấp quá nè. Con Calyrex chắc chắn nó sẽ sử dụng chiêu Grinding Kiss vô con Skeletor. Cho nên là nếu mà tôi bảo vệ con Skeletor lượt này rồi cho con Sableye ra, nếu mà con Calyrex nó không sử dụng chiêu đánh lan Astro Barrage thì nhiều khi chúng ta vẫn sẽ sống được, vẫn sẽ giữ được mạng sống cho con Sableye. Nhưng mà nếu tôi tính sai, họ không dùng chiêu Training Kiss mà họ sử dụng chiêu đánh lan á, thì con Sableye nó sẽ chết luôn và chúng ta sẽ không thể nào quấy rối được con Calyrex. Tôi muốn là con Calyrex nó sẽ ngủ hoặc là sao đó. Calyrex ơi, mày phải... Yeah, đúng rồi. Đúng rồi, đúng vậy. Tuyệt. Dạ, yeah, con Sableye còn sống. Nhưng mà lượt sau chắc không còn đẹp đẽ gì được nữa đâu. Bây giờ làm sao ta? Tôi sẽ xài tiếp chiêu Snow. Còn con Sableye, tôi có nên là gây tê liệt cho nó để giảm tốc độ hay là xài chiêu Gravity rồi để con Lunala ru ngủ nó không ta? Ngủ thì chỉ có 3 lượt nhưng mà tê liệt thì ok đi. Trời tới luôn. Đó, nó bị tê liệt rồi đó. Nó bị tê liệt rồi, tôi hy vọng là một mạng sống này của con Sableye có giá trị. Đó, đúng vậy. Họ sẽ muốn xử con Sableye luôn cho nên họ sẽ sử dụng chiêu Astro Barrage. Rồi lượt sau họ mới sử dụng chiêu Training Kiss. Tuyệt vời. Bây giờ tốc độ của con Calyrex có vẻ nó sẽ thua con Lunala đó. Tôi hy vọng là nó có ý nghĩa. Tôi hy vọng một mạng sống của con Sableye có ý nghĩa. Giờ sao đây? Tôi nghĩ đã đến lúc mình sử dụng chiêu Top Song rồi. Không còn quấy rối gì nữa rồi đó. Moonlight Beam nhắm vô con Calyrex luôn. Giảm tấn công đặc biệt của tao mày. Không cần luôn. Hơn là mình nhanh hơn Calyrex. Gì vậy? Ồ, vẫn Nasty Plot à. Rồi tham dữ vậy bấy. Thoát xong. Ồ, tôi không nghĩ con chiêu thoát xong. Tuyệt. Chiêu thoát xong này được nha. Tới đường cùng rồi, chơi tới luôn. Con Calyrex luôn nha. Giờ chậm hơn mình rồi mà. Mày có giảm thì mày cũng thua thôi con à. Ồ, một mạng sống của con Sableye có ý nghĩa. Trời ơi, nãy giờ mày múa hơi dữ rồi đó. Dám chọc giận ông nội mày hả? Yeah. Tuyệt vời. Ồ, vậy chúng ta đổi chuyển bài thành thắng. Tuyệt. Nghĩ thua rồi chứ. Bye bye luôn mày luôn. Tuyệt. Trời ơi, hên quá. Đúng là con quỷ Calyrex. Ê, vậy là cái mạng sống của con Sableye có ý nghĩa. Qua tới trận tiếp theo thôi. Wow, ok. Lại là Calyrex chung với lại Clefairy, chung với lại Grimmsnow, ok. Có Urshifu nước với lại Pelipper nữa kìa. Ôi trời. Một đội hình không thể nào cliché hơn. Tôi có nên cho Lunala ra không ta?
Kệ đi, cho thử con Flutterman ra đi. Con Flutterman nếu mà nó nhanh hơn Calyrex thì chắc rồi đó, nó có thể hạ được con Calyrex. Nếu mà mình xài chiến thuật dựng trick room á thì rất có thể mình sẽ thắng. Mà không biết có biến số gì hay không. Tôi nghĩ bên kia cũng phải thấy gì đó kỳ kỳ nếu tôi cho con Mimikyu ra chứ nhờ. Tại Mimikyu theo tôi là dựng trick room an toàn nhất á. Nếu nó không bị taunt thôi. Cái bị taunt thì cũng vậy, cũng như không à. Ok, vô trận nè. Để coi bên đó cho con gì ra nha. Calyrex Fairy. Ok, ok. Ok, mình cứ... Sao... cảm giác không lành. Nhưng mà mình vậy cứ chắc... mình cứ dựng trick room thôi. Cứ đúng chiến thuật mình làm thôi. Rồi, bảo vệ Skeletor nè. Nó sẽ làm gì đây? Follow me, ok. Không đáng sợ. Calyrex Astro Barrage, ok, cũng mình dựng được trick room rồi đó. Mình có thể dựng được trick room rồi đó. This guy trick room nè. Đấy, thế là chúng ta đã dựng được trick room. Xong thì tôi cứ chiêu Thunder Wave. Dùng tê liệt vô con nào cũng được. À khoan, đang trick room mà Thunder Wave vô đó nhiều khi nó đánh trước mình nữa. Tôi sẽ dùng Play Rub. Đại đi. Cỡ nào con Clefairy nó cũng hút chiêu sát thương về phía mình mà. Rồi, Terra hệ bóng tối bên kia, Terra luôn, tuyệt, bên kia Terra nể tiên luôn. Tuyệt luôn. After you, oh. Ôi, tôi... tôi không ngờ nó có After You. Chiêu đó là... sẽ khiến đối thủ... khiến đồng đội đánh sau mình thôi. Chiêu đó để khắc chế những đứa xài trick room á. Nhưng mà tôi thấy ít con xài chiêu đó. Oh my god. Cái này là có coi chiến thuật chơi Clefairy của ông Woofy rồi nè. Ôi trời đất. Ha. Ý là ít gặp mấy con nào có xài After You lắm cho nên là... Rồi. Tôi cảm thấy có một tương lai không tươi sáng lắm đang chờ đợi chúng ta. Bây giờ nó cứ After You thì con Calyrex sẽ luôn luôn đánh trước mình thôi à. Cũng đúng đi, con Calyrex này chỉ cần nó đánh trước thôi là ngon. Ủa? Cái gì vậy? Indy đi, trời đất. Ê, nó đọc được hết suy nghĩ của mình luôn á. Tôi tính xài tê liệt cho con Calyrex, nhưng mà con Indy đi ra sân rồi là mình không sử dụng chiêu ưu tiên bằng Frankster được nữa. Wow. Trời, nó đọc được hết suy nghĩ của mình luôn. Giờ nó có Protect thì mình cũng không xài Encore được luôn. My god. Ê, coi như là mình bị nó nắm trong lòng bàn tay luôn rồi đó. Đỉnh thiệt. Không ngờ gặp đứa nó đọc được hết suy nghĩ của mình luôn. Mặc dù bên kia mới coi, mới thấy team hệ ma lần đầu mà nó đọc được hết suy nghĩ của mình rồi. Sao nó hay vậy trời.
follow me luôn. Ok luôn. Tôi hy vọng là nhiêu đây sẽ xử được con NDD. Ôi ơi, không xử được miếng nào hết. Ui, đau đấy. Đờ mà đau đấy. Ờ, con xe bộ ai coi như là bỏ rồi đó. Mà giờ Flutterman ra thì cũng chết. Flutterman trời nắng đồ nữa ra là chết liền. Con xe bộ ai, nhưng mà con xe bộ ai ở đây là bỏ luôn rồi đó. Kệ đi, cho con xe bộ ai đứng đây nó cũng không có tác dụng gì hết. Bảo vệ đi. Bảo vệ, hãy dùng bảo vệ đi. Flutterman. Ui, tôi không nghĩ bên kia, bên kia biết hết mình sắp đi làm sao luôn á. Đỉnh. Đỉnh thiệt. Ok, bên kia follow me. Hình như lượt này hết trick room rồi. Như xong lượt này hết trick room rồi. Nếu mình còn sống. Yeah. Đúng không? Đúng không? Nếu xong lượt này hết trick room rồi. Đúng. Đúng. Được, được. Giờ sao đây ta? Dazzling Gleam. Đánh hai đứa luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao đây ta? Toss Song. Đánh con Calyrex. Hy vọng Calyrex nó follow me. Ok, không sao cả, chúng ta đánh trước mà. Ô, nửa cây máu. Nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ còn sống. Ui, cái là đờ sống giùm. Sao mà sống nổi. Xong rồi đó. Thế là trận này chúng ta thua một bàn thua dễ thấy. À, mấu chốt của việc thua hôm nay là tôi không nghĩ con Clefairy nó lại mang theo After You. Và cũng không tin là bên đối thủ ra mang theo Indeedee để có thể khắc chế được đặc tính Prankster của Sableye. Nói chung là bên đó mang hai con toàn hỗ trợ không, không xài được gì hết, nhưng mà họ vẫn mang. Như bên kia nó đọc được hết suy nghĩ của mình vậy đó. Chưa biết con thứ tư của bên kia là con gì luôn á. Thôi coi như tôi thôi kệ đi, giờ cho đối thủ đánh mình tới chết đi. Bây giờ chạy giữa chừng thì mất bàn thắng của họ rồi. Đó, muốn làm gì tao làm đi, đây là chiến thắng của bạn đó. Sao hay vậy ta? Tính ra là thường sẽ không kiểu mang cả hai con đều hỗ trợ follow me theo đâu nha. Thường là chỉ mang một con, rồi nếu mà có mang con Indeedee á thì nó phải hỗ trợ được một con khác. Chứ không thể nào hai mang hai con hỗ trợ hút chiêu vậy thôi. Quá tự tin với con Calyrex luôn. Giống như bên kia đọc được suy nghĩ của mình là tức ghê. Rồi, làm một phát nữa thắng luôn đi cưng. Tuyệt. Thế là chúng ta đã thua. Nhưng mà trận thua này hay nha. Ừ, tôi cũng phải để ý hơn. Con Clefairy nó có thể mang theo After You. Và đó là chuyên mục đánh răng mỗi tuần Thể Mai ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục đánh răng mỗi tuần sau. Bye bye, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.